À, trận đấu bắt đầu rồi. Như vậy là anh Tuấn Sa Cơ phá trước. Rồi, anh Tuấn Đình Bình phá bóng. Không chết vì nào. Rồi, rất mềm. Nhà Đức Văn Mắm này được xếp hạng B. Cả hai cầu thủ đều được xếp hạng B. Rồi, một pha chạy đạn chiến thuật rất hay. Hay quá nhở. Một pha chạy đạn rất sinh viên của anh Đức Mầm cho đối thủ này. Quá chính xác. Quá đẹp mắt. Pha cắm kèo quá chính xác của anh Tuấn Ninh Bình. Một cầu thủ trẻ đang lên của quê hương dê núi Linh Bình. Rất tốt. Còn 5 bi thôi. Hơi yếu sinh lý rồi. Ui, góc đấy mà lại chết được cái. Quá đen cho anh
Tuấn xa cờ Linh Bình. Rồi, còn 2 bi 8 và 9. Ui xồi ôi, anh hơi rón rén tay trượt luôn bi 8. Hả? Cái gì? Đồng. Đồng cơ em chậm lắm ơ. Rồi, còn 1 bi số 9. Ôi, khó này đã cũng miễn. Tỷ số là 1-0 cho anh Tuấn Đinh Bình. Tỷ số là 1-0 mở bát. Con này thì anh Đức Văn Mắm phá bóng. Sao? Phá rất mạnh mẽ. Nhưng mà không chết vì nào, một pha phá thủ. Hải Lê cười gì đấy? Hay lắm mà cười. Rồi, một pha chuyền bóng, cây chuyền hai tốt của anh Tuấn Đinh Bình. Hôm qua anh rất xuất sắc, đã vô địch giải Winner Take All hạng C. Hôm nay anh lên hạng B luôn. Tốt. Pha thái chuối rất đẹp mắt. Trận đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Hai cơ thủ hạng C. Rồi, chạy đạn rồi. Ôi, không chạy đạn mà anh quay sổ số trúng giải độc đắc luôn. 2-0. Không biết là hôm qua anh báo ở quê nhà là đi thắp hương ở chùa nào. Hôm nay bắt đầu các cụ Linh Bình thiêng thật đấy. Đỏ quá. Nhà gần chùa Bái Đính cũng ở Tuấn. Hai không cho Tuấn xa cơ Linh Bình rồi. Trời ơi, một pha phá rất đẹp mắt. Nhưng mà lại mất hình B1 rồi. Khả năng sẽ có một cú nhảy cóc C rồi. Nguyễn Việt Cường có Winner Take All tuần sau có đánh không Nguyễn Việt Cường? Rồi, anh chạy an toàn. Anh định chạy an toàn ở chỗ để nhảy sút tê nhưng mà hơi lỗi lực, dí hơi lỗi lực thế là thành đuôi chặt luôn.
Ôi, con ra cái vào penalty. À, anh này nguy hiểm thật, anh định chơi bắt ba đuôi nhưng mà bắt đuôi này hơi dễ. Rồi, hợp lệ. Thắng nhỉ? Tiếp theo trên bàn số 3. Hoàng Phú Thọt gặp Nguyễn Hữu Tình. Trên bàn số 2, sorry. Trên bàn số 2. Hoàng Phú Thọt gặp Nguyễn Hữu Tình. 6-1. Hơi rồi, ra hình B7 thôi. Hay quá nhở. À, không ghi số 9 thôi. Tốt, tỷ số được rút ngắn xuống 1-2 cho anh Đức Văn Mắm. Một hai rồi. Trận đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, hai cầu thủ là đều là được xếp hạng B, rất hay, rất cứng cựa. Rồi, như vậy chết 2 bi, 1 bi về bếp, hợp lệ. Ô, ra hình luôn rồi, ra hình đẹp rồi. Thế bi tương đối thoáng. Ôi giời ơi, ông này ông định cộng 3993 mà ông trô tụt cả quần. Thế này ông lại điều ra thành con 3 lũ 10. Hay quá nhỉ. Quá hay, như vậy anh là anh giò gà. À, hiện nay thì dư bàn số 4 cho anh em giải quyết ân oán nhé. Tôi để lại bàn số 4 cho anh em giải quyết ân oán. Bàn A4 cho khách chơi nhá.
có bà nào đánh còn đéo mà lâu. Có bà nào đánh thoải mái đi Tuấn Anh Phùng, lên đây. Hà công tử Thành Minh Ninh hôm qua đánh xong là đi bão bão đêm, hôm nay mệt không dậy được, anh nghỉ. Gặp Bắc Đàm càng đấy, qua nó thì mới có cảnh. Nhưng giải phải chấp nhận hết, gặp ai phang hết bất kể đối tượng nào. Phá rất tốt. Tỷ số đã được cân bằng 2 đều rồi. Một game đấu rất hấp dẫn. Hai cầu thủ đều là những cầu thủ rất cứng tay. Rồi, một pha điều rất chi tiết, rất đẹp mắt. Thế vì thoáng. Hà công tử à, chắc cũng ngang ngang. Ôi giời ơi, anh điều chi tiết quá, anh điều dính vào đít luôn, lắp cả đít 4 luôn. Ôi mất đi rồi. Một pha chạy đạn. Ô, vẫn nòi mông. Một pha chạy đạn sinh viên. Sinh viên này tốt nghiệp loại trung bình thôi. Rồi, anh này cũng chạy đạn sinh viên. Cũng xếp học lực trung bình thôi. Chưa tốt nghiệp được. Một pha đánh trúng bi mục tiêu của anh Tuấn Sa Cơ Linh Bình. Quá chính xác. Ôi rồi ôi, nhưng mà không được rồi. Già đùi luôn. Chào Vinh Thịt Heo nhá. Vinh Thịt Heo này chả tham dự giải gì nhở. Bao nhiêu anh em đông vui này, trong con đầu toàn ở nhà làm gì ấy. Ủ mưu à. Hay quá nhở. Một pha sút tê nhảy đến đầu con năm của anh Đức Văn Mắm. Ui, không được rồi, bị bay ra rồi. Dường như là hết đường. Nhưng mà, à đâu, vẫn còn được. Năm cửa lỗ, cơ hội cho anh Đức Phân Mắm rồi. Hay quá. Nhưng anh quyết định ăn chắc bi năm rồi. Pha đánh con bì cửa lỗ rất chính xác của anh Đức Văn Mắm. Ôi, một pha chạy đạn chiến thuật. Rồi anh này một pha chạy đạn sinh viên rất tốt, anh này tốt nghiệp loại khá.
Lần này thì anh chạy đạn tốt hơn một tí rồi. Hay quá nhở, anh này liên tục nhảy cóc xê chính xác. Thôi nhưng phát này thì phơi rồi, phơi hàng rồi. Bao nhiêu? Ai dẫn? Quá chính xác. Và bắn tỉa tốt của anh Tuấn Sa Cơ đến từ Linh Bình. Rồi, ra vị 9 rồi. Tốt, 3-2 cho anh Dê Lúi Linh Bình. Vậy là anh húc được 3 phát rồi. Không biết là anh này là dê tái tranh hay là dê sáu lăn đây. Sáu lăn à? À. Trận đấu rất căng thẳng, hai cầu thủ đang có từng ván một. Ôi, phơi hàng rồi, cơ hội cho anh Tuấn Đinh Bình rồi. Hay quá, một pha chạy đạn rất kỹ lưỡng của anh Tuấn đến từ Đinh Bình. Cơ hội cho anh Đức Văn Mắm, anh Tuấn Linh Bình, anh chạy đạn kỹ quá, cái vào lỗ rồi. Còn 3 bi thôi. Vào luôn đi. Này, vào luôn đi. Vào luôn không? Hả? Những bên này á? Tiếp theo trên bàn số 5, Linh Lon Ton gặp Cường Thái Nguyên. 6.1. Nhân viên vệ sinh bàn bóng bàn số 5 đấy. Cú lùn ai thắng ấy nhở? Thank you.
Hả? Tí nữa. Đây đang chờ đi, nó có bàn nào đánh. Ôi, wifi xịt rồi em ạ. Quên qua đéo bảo em đổi mẹ cái password đi. Bao thằng vào. Hay quá nhở. Ui cái đi đâu, đi đâu. Ui dồi ôi. Quá wow, chính xác. Hay quá. 43. 43 cho anh Tuấn Ninh Bình. Một pha dọn bàn rất tốt của anh Dê Núi Linh Bình. Như vậy anh Dê Núi Linh Bình anh húc được 4 phát rồi. Anh chỉ húc 1 phát nữa thôi là anh thắng. Một pha phá thuê của anh Đức Mắm rồi. Ui, ui rồi, thế mà vẫn dụng. Tốt. Tiếp theo trên bàn số 1, cảnh xe ôm gặp cu lùn.
Từ đây là bọn nó vang đèn từ nãy giờ thì không chơi. Hay quá nhở, quá không. Dường như là ra điều được rồi. Hả? Tốt. Còn Barbie thôi. Tốt, còn 2 vị thôi. Trời ơi. Lại tình tướng địt mẹ nó đứng cửa lỗ rồi lại hết hot. Rồi, đúng rồi. Tình vì. Như vậy là anh Dê Núi Linh Bình đã cắt tiết trận đấu với tỷ số 5-3. Xin chúc mừng anh Dê Núi Linh Bình. Một trận đấu rất hay của anh Dê Núi Linh Bình.